Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Những đêm không ngủ ở Kiev. Sau nhiều tháng tương đối yên tĩnh, người dân Kiev đối mặt thực tế mới khi Nga tăng cường các đợt tập kích trong đêm với mức độ dữ dội chưa từng thấy. Các cuộc tập kích diễn ra ban đêm khi hầu hết người dân Kiev đang say giấc. Còi báo động rền vang khắp thủ đô Ukraine, đánh thức những cư dân đang ngáy ngủ, những người sau 15 tháng xung đột, một lần nữa phải điều chỉnh thói quen để thích nghi với chiến dịch không kích mới nhất của Nga. Ohabuno, nhân viên vệ sinh 65 tuổi, cho biết sau những cuộc tấn công như vậy gần đây, bà bắt đầu cầu nguyện trước khi đi ngủ với mong ước nhỏ nhoi rằng đêm nay sẽ yên tĩnh. Bên cạnh giường bà là một chiếc túi chứa những đồ dùng cần thiết, gồm giấy tờ tùy thân, lương khô và nước. Mỗi khi nghe thấy còi báo động không kích, bà sẽ lao xuống tầng hầm tòa nhà để trú ẩn. Gần 2 tuần trước, các mảnh vỡ tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống nóc nhà bên cạnh chung cư của Bukhno ở quận Danitsia, gây ra đám cháy lớn. Đêm nào chúng tôi cũng lo sợ, bà nói, giọng run run như muốn khóc. Phản ứng của người dân cũng rất khác nhau mỗi lần còi báo động hú vang khắp thủ đô Ukraine. Nhiều người bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi, tưởng tượng đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra như bị mất nhà, mắc kẹt dưới đống đổ nát hay thậm chí mất mạng. Số khác đã chai sạn với bom đạn đến mức thờ ơ, nằm thao thức trên giường, nghe những tiếng nổ vang dội trên bầu trời. Sau thời gian dài khá yên tĩnh, gần một tháng qua, Nga tiến hành nhiều đợt tập kích gần như suốt đêm, khiến hầu hết người Kiev đều phàn nàn về tình trạng mất ngủ và họ cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Còn gì để nói nữa, tất cả đều kiệt sức. Olensa Chubenko, dược sĩ ở quận Danitsia, mô tả tình trạng gần đây của các khách hàng tìm đến cô. Các vụ nổ thường là âm thanh phát ra khi hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ UAV và tên lửa Nga. Theo người phát ngôn không quân Ukraine, vào đêm 16 tháng 5, Nga đã tiến hành cuộc tập kích dữ dội bất thường với 18 tên lửa tấn công nước này, trong đó 14 quả nhắm vào Kiev. Ngay sau đó, lính cứu hỏa và cảnh sát đến hiện trường, cấm mọi người về video đóng đổ nát. Nhưng Yavolia vẫn quay được cảnh tượng và gửi video cho một người bạn đang phục vụ trong quân đội. Chỉ là những bông hoa thôi, người bạn trả lời, ám chỉ rằng mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn thế rất nhiều. Tin tiếp theo, Moscow đã bị UAV tấn công. Máy bay không người lái UAV lao vào một số tòa chung cư ở thủ đô Moscow. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau sự việc, trong khi Kiev thì bác bỏ. Quan chức cơ quan ứng phó khẩn cấp Moscow hôm nay cho biết, một UAV tấn công các tầng trên của tòa chung cư ở tây nam thành phố. Một chiếc khác lao vào khu chung cư 24 tầng, cùng ở tây nam Moscow. Cư dân thuộc hai tòa chung cư trên phố Rosozunara, phía nam Moscow đã được sơ tán. Tất cả cơ quan ứng phó khẩn cấp của thành phố đều được triển khai đến hiện trường, Sergei Sobyanin, thị trưởng Moscow cho hay, theo ông, một số tòa nhà bị hư hại nhẹ, hai người bị thương nhưng không nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố, song không đưa ra bằng chứng. Theo bộ này, 8 UAV đã tham gia tấn công và đều bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. 3 UAV bị tác chiến điện tử khống chế, mất kiểm soát và đi lệch khỏi mục tiêu. 5 chiếc còn lại bị hệ thống tên lửa đối đất Bashar-X ở khu vực Moscow bắn hạ, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Nghị sĩ Nga Maxim Ivanov nói đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào Moscow kể từ các cuộc tấn công của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Mikhailo Podolia, thợ trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phủ nhận Kiev liên quan cuộc tấn công UAV vào Moscow. Chúng tôi thích thú khi theo dõi và đoán rằng số lượng các cuộc tấn công như vậy sẽ tăng. Nhưng tất nhiên chúng tôi không liên quan trực tiếp đến việc này, Podolia nói. Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng quân sự, dẫn nhân sự. Chính phủ và quân đội Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga. Hồi đầu tháng, Moscow nói rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công UAV trên điện Kremlin, nhưng Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev không liên quan. Chúng tôi không tấn công ông Putin hay thủ đô Moscow của Nga. Chúng tôi chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình, ông nói hôm 3 tháng 5. Tỉnh Belgorod cùng nhiều địa phương biên giới Nga gần đây liên tục hứng chịu các cuộc tập kích,
được đánh giá là có quy mô lớn và táo bạo nhất kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine chuẩn bị tiến hành một chiến dịch phản công lớn. Cuối tuần qua, thống đốc tỉnh biên giới miền Tây Skop của Nga cho biết một cơ sở hỗ trợ đường ống dầu khí trên địa bàn đã bị tập kích bằng UAV. Sự việc không gây thương vong, nhưng làm hư hại nhẹ phần bề mặt của tòa nhà. Trang tin Baza của Nga ghi nhận một vụ tấn công bằng UAV cùng ngày nhắm vào cơ sở lọc dầu gần Erokino, tỉnh Vyacheslav. UAV rơi ở ngoài ô thành phố, không gây thương vong. Triều Tiên cũng chuẩn bị phóng vệ tinh chuyên giám sát quân đội Mỹ. Quan chức Triều Tiên nói nước này sẽ phóng vệ tinh trinh sát trong tháng 6 nhằm giám sát động thái quân sự của Mỹ và đồng minh. Vệ tinh trinh sát quân sự số 1 sẽ được phóng trong tháng 6. Đây là một trong hàng loạt biện pháp do thám đóng vai trò không thể thay thế trong hoạt động theo dõi, giám sát những hành động nguy hiểm của quân đội Mỹ và đồng minh theo từ thời gian thực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Ri Byung-chong nói hôm 29 tháng 5. Quan chức của Triều Tiên chỉ trích các hành động liều lĩnh của Washington và Seoul, khẳng định Bình Nhưỡng cần mở rộng những biện pháp do thám và thu thập thông tin, cũng như cải thiện vũ khí phòng thủ và tiến công để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Mỹ cũng thường xuyên tiến hành hoạt động do thám đường không thù địch trên bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận. Ông Ri nói thêm, quan chức cảnh sát biển Nhật Bản trước đó nói rằng Bình Nhưỡng đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy từ ngày 31 tháng 5 đến 11 tháng 6, cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực thuộc Hoàng Hải, biển Hoa Đông và phía bão Luzon của Philippines. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố đã nhận lệnh sẵn sàng đánh chặn bất cứ tên lửa nào Triều Tiên phóng lên nếu nó được xác nhận sẽ rơi xuống lãnh thổ nước này. Công tác chuẩn bị gồm triển khai tên lửa phòng không Patriot PAD-3 và các tàu khu trục Arctic trang bị tên lửa đánh chặn SM-3. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng mọi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, kể cả phóng vệ tinh, đều vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là mối đe dọa nghiêm trọng với an toàn của người dân Nhật Bản. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, tuy nhiên Bình Nhưỡng cho rằng lệnh cấm này không áp dụng với chương trình không gian vũ trụ phục vụ mục đích dân sự. Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2012 và năm 2016, tất cả đều bay qua tỉnh Okinawa ở miền nam Nhật Bản. Mới đây ông bắt đầu thách thức lệnh truy nã của Nga. Thượng nghị sĩ Rahan gọi lệnh truy nã của Nga là huân chương đối với ông, thêm rằng sẽ đưa vấn đề này lên tòa hình sự quốc tế. Đây là thông điệp gửi tới những người bạn Nga đang muốn bắt và xét xử tôi. Tôi sẽ đưa sự việc lên tòa án hình sự quốc tế. Nếu các ông làm như vậy, hãy gặp nhau ở The Hague. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói ngày 29 tháng 5, đáp trả lệnh truy nã của Nga nhằm vào ông. Thượng nghị sĩ Graham nói thêm, lệnh truy nã của Nga đối với ông như huân chương danh dự và ông sẽ tiếp tục sáng cánh, đấu tranh cho tự do của Ukraine cho tới khi Moscow rút toàn bộ quân. Tôi rất vui khi biết rằng cam kết của tôi với Ukraine đã khiến chính quyền Nga nổi giận, thượng nghị sĩ Mỹ cho biết. Bộ Nội vụ Nga hôm 28 tháng 5 đưa thượng nghị sĩ Mỹ Graham vào danh sách truy nã. Ủy ban điều tra Liên bang Nga trước đó cho biết, chủ tịch cơ quan này Alexander Patrykin đã chỉ đạo bắt đầu cuộc điều tra hình sự với ông Graham liên quan các bài bình luận Nga. Lệnh truy nã được cho là chỉ mang tính biểu tượng nhằm đáp trả ông Graham. Nga từng đưa hàng chục chính trị gia Mỹ vào danh sách trừng phạt, cấm họ nhập cảnh nhưng hiếm khi tìm cách bắt một quan chức Mỹ cấp cao còn tại nhiệm. Ông Graham ngày 26 tháng 5 đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Trong video do văn phòng Tổng thống Ukraine công bố, ông Graham nói rằng người Nga đang chết dần và đó là khoản tiền chúng tôi chi đúng đắn nhất. Tuy nhiên, video này đã được biên tập. Giới chức Nga phẫn nộ về phát ngôn của ông Graham. Khó có thể tưởng tượng ra còn gì đáng xấu hổ hơn với một quốc gia khi có một thượng nghị sĩ như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov viết trên Telegram. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, Mỹ từ lâu đã hay nhắc đến việc sát hại người Nga. Sau phản ứng từ phía Nga, Ukraine đã công bố video toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, cho thấy hai câu nói của ông Graham nằm ở hai đoạn hội thoại khác nhau. Thượng nghị sĩ bình luận, đó là khoản tiền chúng tôi chi đúng đắn nhất khi Tổng thống Ukraine đang cảm ơn Washington đã hỗ trợ Kiev 38 tỷ USD. Trong đoạn hội thoại sau đó, Graham nói rằng, ở Mỹ từng có giai đoạn chúng tôi phải chiến đấu đến người cuối cùng. Chúng tôi phải lựa chọn tự do hay chết
và giờ các ngài đã có được sự tự do. Chúng tôi cũng sẽ như vậy, ông Zelenka đáp. Và người Nga đang chết dần, Raham nói thêm. Tổng thống Zelenka đáp, đúng vậy, nhưng họ đến lãnh thổ của chúng tôi không chiến đấu trên lãnh thổ của họ. Thượng nghị sĩ Mỹ Raham nhiều lần đưa ra những tuyên bố gay gắt về chính quyền Tổng thống Nga Putin. Hồi tháng 3 năm 2022, ông Raham đã kêu gọi ám sát lãnh đạo Nga. Nhà Trắng nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này, khẳng định đó không phải quan điểm của chính phủ Mỹ. Thứ năm trong ngày hôm nay là bản tin rất hấp dẫn, thú vị và hay nhất trong ngày luôn nha mọi người. Phải biết được bản tin thứ năm là bản tin như thế nào. Chúng ta hãy bắt đầu bản tin thứ năm luôn nha mọi người. Ukraine tuyên bố Patriot đảm bảo đánh chặn 100% tên lửa Nga. Tổng thống Zelenska tuyên bố các tổ hợp Patriot của Ukraine đảm bảo tỷ lệ đánh chặn 100% tên lửa Nga sau loạt đợt tập kích nhằm vào Kiev. Với những thành phong về mặt quân sự cùng các tổ hợp Patriot, chúng ta sẽ tiếp tục đáp trả Nga cùng mọi biểu hiện xấu xa của họ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenska ngày 29 tháng 5 cho biết, các tổ hợp Patriot trong biên chế Ukraine đảm bảo tỷ lệ đánh chặn 100% đối với bất cứ loại tên lửa nào của Nga. Bình luận ông Zelenska đưa ra sau loạt vụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa của Nga nhằm vào Kiev và một số địa phương của Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã hạ gần hết tên lửa và UAV trong hai đợt tập kích của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga sử dụng 40 tên lửa hành trình phóng từ máy bay và 38 UAV kiểu sắc hơn trong cuộc tập trận kích đầu tiên. Phòng không Ukraine để lọt 4 tên lửa và 8 UAV. Trong đợt tập kích thứ hai, Nga sử dụng tên lửa hành trình và đạn đạo Iskander tập kích hạ tầng trọng yếu tại Kiev. Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 11 tên lửa Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không đề cập trực tiếp đến các tổ hợp Patriot tham gia đánh chặn tên lửa Nga. Nếu tên lửa đạn đạo Iskander-M bị đánh chặn, các bạn có thể đưa ra kết luận về hệ thống nào đã bắn nhắm vào các mục tiêu đó. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cho biết. Trong bài phát biểu ngày 29 tháng 5, Tổng thống Zelenska cho biết Ukraine đã đưa ra quyết định về thời điểm phản công. Tư lệnh và các chỉ huy đã báo cáo về vấn đề cung cấp đạn dược, huấn luyện các lữ đoàn mới, chiến thuật và thời điểm, ông Zelenska nói, song không nêu chi tiết về thời gian phát động phản công. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 5 thông báo quân đội nước này mở đợt tập kích hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa phóng từ máy bay nhằm vào mục tiêu tại nhiều sân bay của Ukraine. Nhiệm vụ của đợt tập kích đã hoàn thành, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đồng thời cho biết nhiều sở chỉ huy, đài radar, khí tài và phương tiện không quân cùng khối đạn của Ukraine trúng tên lửa. Hãy cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.